9:30, cánh quân Tây Bắc đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. 10:30, cánh quân hướng Nam kéo cờ ở biệt khu thủ đô và chiếm tổng nha cảnh sát. 11:00, cánh quân hướng Bắc đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy. 11:30, chiếm dinh lũy cuối cùng của địch, bắt sống toàn bộ nội các Dương Văn Minh. 9 dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại toàn thắng. Toàn bộ giặc Mỹ đã nhục nhã chạy trốn khỏi nước ta, ngụy quân ngụy quyền sụp đổ tan tành. Thắng lợi này, chiến công này thuộc về Đảng Quang Vinh, nhân dân Việt Nam anh hùng. Thắng lợi này, chiến công này, chúng ta kính dâng lên Người và sung sướng báo cáo với Người. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Người.